Vì yêu. Đời không như là mơ, tình yêu đâu chỉ màu hồng. Lắng nghe tâm sự nỗi lòng của nhau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tâm sự. Lỡ ăn vụng cùng tình cũ, tôi hoang mang khi cô ấy đề nghị điều này. Cách đây hơn một năm, khi vợ tôi đang mang thai đứa con thứ hai, trong một lần về quê, tôi tình cờ gặp lại Vân, người yêu cũ. Vân và tôi cùng học cấp 3, có khoảng thời gian yêu nhau khi mới vào đại học. Sau đó Vân nhận được học bổng du học nên chúng tôi chia tay. Vân kể, vợ chồng cô đang đầu tư một dự án khu nghỉ dưỡng tại địa phương, tính tìm một căn hộ trong thành phố để ở. Tôi làm trong lĩnh vực bất động sản nên nhiệt tình giới thiệu, giúp gia đình Vân thuê được một căn hộ như ý. Dù Vân nói về cùng chồng, nhưng tôi chưa bao giờ gặp mà chỉ nghe qua lời kể của cô ấy. Từ ngày gặp lại, Vân liên lạc với tôi nhiều hơn. Lúc đầu vì chuyện thuê nhà nên tôi cũng trao đổi lại. Sau đó Vân nhắn tin tâm sự, ôn lại chuyện cũ liên tục. So với trước đây, hiện tại Vân thay đổi rất nhiều, quyến rũ và quý phái hơn. Vân chẳng ngần ngại kể cho tôi nghe, chồng mình không đáp ứng được chuyện chăn gối nên gia đình không mấy vui vẻ. Chồng Vân thì suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc để né tránh nghĩa vụ với vợ, khiến Vân rất chạnh lòng. Tôi không biết phải khuyên Vân như thế nào, vì dù sao tôi cũng là đàn ông. Thấy tôi ngại ngùng, Vân đề cập thẳng mong muốn thỉnh thoảng cùng tôi vào nhà nghỉ để giải quyết chuyện bức bối về chuyện đó. Vân bảo mình có thể tìm đối tác khác nhưng vẫn muốn cùng tôi hơn vì trước đây chúng tôi từng có những năm tháng mặn nồng, cảm xúc của cô ấy đối với tôi chưa bao giờ nguội lạnh. Tôi khá hoang mang trước đề nghị sỗ sàng của người cũ, nhưng lại nghĩ chính bản thân tôi cũng đang chán nản với chuyện đó. Do vợ đang mang bầu, sức khỏe yếu nên bác sĩ bắt phải kiêng cữ. Tôi nhịn chuyện chăn gối một thời gian rất bí bách. Nhiều lúc tôi muốn đi giải tỏa nhưng không đủ can đảm do sợ mang bệnh vào người. Vân xuất hiện đúng ngay thời điểm đó, nóng bỏng và hấp dẫn, lại mở đường cho tôi trước. Chỉ mất 2 ngày đắn đo suy nghĩ, tôi nhắn tin hẹn Vân đi khách sạn. Do làm trong lĩnh vực nhà đất nên tôi khá thành thạo những địa điểm khách sạn kín đáo, đảm bảo an toàn. Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi quá ngọt ngào, đến mức tôi nghĩ mình nhận lời quá muộn. Thân thể chưa từng trải qua sinh nở lại được chăm chút kỹ càng, cùng kỹ năng chăn gối sành điệu của Vân làm tôi choáng ngợp. Sau đó chúng tôi liên tục gặp nhau, mỗi tuần 3-4 lần. Chuyện đó kéo dài đến khi vợ tôi sinh con được hơn 4 tháng vẫn chưa dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì vợ đã hồi phục sức khỏe, bắt đầu đòi hỏi chuyện chăn gối mà tôi không đủ sức do Vân đã vắt kiệt sức lực. Vợ tỏ ý nghi ngờ, giám sát giờ giấc đi về khá chặt chẽ, khiến tôi rất ngột ngạt. Vừa lo vợ phát hiện, vừa phải nghĩ đủ cách để từ chối Vân, làm tôi mệt mỏi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi trao đổi với Vân để chấm dứt chuyện này, thì Vân một mực không đồng ý, có thể giảm tần suất gặp nhau, chứ không thể cắt đứt luôn. Một số lần tôi từ chối đi khách sạn cùng, Vân lại làm mình làm mẩy, dọa sẽ báo cho vợ tôi biết nếu tôi dám bỏ rơi cô ấy. Hiện tại tôi rất lo lắng vì không muốn đánh mất gia đình, trong khi Vân thì liên tục gây áp lực do đã có trong tay nhiều hình ảnh và clip ghi lại cảnh ân ái của chúng tôi mà tôi không hề biết. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.